Vì tàu hũ băm nhuyễn ra nè, tàu hũ trắng á, nhuyễn ra xào hả? Còn này nhồi cà chua, tàu hũ trắng băm nhuyễn nhồi cà chua, chút chiên nữa ta, ha. Chiên xong rồi là nó sốt nổi lên. Wow, chiên xong rồi nó sốt cá hả? Nó sốt tương. Sốt tương luôn hả? Hay nữa. Mình vớt ra rồi mình súp nha, súp tương.